chào mọi người, em tên là Dinh Thị Đăng, em ở Hòa Bình, em đi làm là bị tai nạn ngã giáo, em đi chữa trị hai ba bệnh viện, 105 với Việt Đức thì không khỏe, em được tin nhà một người bạn là em sang bên Phú Thọ là con Thái để điều trị quá trình điều trị được 2 tháng em cũng nghe trong cơ thể thấy hồi phục thì là được 20-30% cũng tạm ổn. Với cảm ơn anh với kháng thuốc gì nét kháng thuốc gì nét là cũng điều trị và các anh cũng giúp đỡ cũng phục hồi sức khỏe rất nhiều. Em xin cảm ơn kháng thuốc và các anh điều trị và giúp đỡ em. Kéo chân lên. Rồi, xin cảm ơn.